chén nữa đây chị. Nhiều đứa nó ăn được. Dạ. Khoanh hay sắc khoanh? Sắc khoanh à, tùy theo khẩu vị từng người. Dạ, mấy năm nay sao vụ đó? Chị hai nói là ăn ốc bụng tốt là bị đau bụng. Dạ. Nói gì vậy? Dạ. Cơm chưa em? Cảm em rồi em. Dạ đi mấy chưa? Ba con nói gì? Ốc lột rồi, ốc cháy ra, ông mới để nó kết vụ hả? Ừ. Một kiểu mới nữa hả? Này mình kêu lại đi đi. Ờ con chế nó được. Đây nè. Bước vô lấy cái nắp nó đậy lại giùm bố. Cái nắp son này nè, đó. Để vô. Ở đó đó cho đẹp. Dựng nước đó. Chịu đó. Bếp nha chị. Mình xào á, em lên cái nồi kia gà ra lần trước cho nó mát. Mình ngồi xào. Cứ bao quý bán cho bà Út quá nha. Để chứ đám tiệc mà em làm cái mấy chục người á, làm cái một chút, cái một chút vậy đó. Xong. Rồi chừng nào ốc chín ở đầu đắp mình sẵn cái nồi đi ra ngoài. À, người ta uống cái gì sam lầu gì đó. Sợ ba cái bưởi nó còn dính. Để cô cháu mình bỏ vô đây cho thào lên cái nữa. Đồng hả? Trời, đồng qua nói hả? Túi có tiền đúng không? Rồi. Đổ ra, rồi chắc nước ra.
rồi cái rồi mình nêm lại trước á. Bác ăn em bỏ ở nồi trước cái chị. Cảm ơn. Mà để đẳng để trở luôn dễ làm nó mát mẻ một chút. Từ từ bỏ ốc chị, từ từ. Khoan rồi em, chưa quay mày đâu em. Để tao tước nè. Rồi rồi. Cho đường đi. Lấy đào. Lấy đường đào em. Cho đường đi. Cái gì múc? À đường đường sẽ có bột ngọt á nha. Ngọt. Mình nêm bột ngọt không? Khỏi nêm chứ. Chấm hơi nhiều. Muỗng nó đắng. Cho thêm chút đường nữa chị. Thêm miếng đường nữa đi ấy ơi. Để cho thấy đường vô. Rồi đúng rồi. Rồi, rồi quậy lên đi. Quậy đó có gì quậy á. Có gì đâu hàng lố đâu. Được rồi con, khỏi lấy nữa con. Còn thiếu cái gì à? Bảo mình đi. Đổ đại vô luôn đi. Trời ơi. À, đập dẹp. Con hả? Cái này cỡ nằm thủ á. Cái nằm ấy nó vô trong cái con ốc mà chị hút nó ngon á. Hút thì hút không à. Ừ, tao chết rồi. Cao lên, ừ, đổ cao lên, đổ xuống. Chưa nóng luôn. Yeah. Đã tự chị với nó nếm nha, em không nếm được. Lạ thầy cái con này nếm cũng được. Vô trong cái bụi dưa hấu bụi đậu. Ngồi xuống. Qua mấy này nè, qua. Ủa, vậy là ngày mai em mới dịch. Qua đây nè. Mai em còn quay ốc nữa. Ngồi xuống đi. Là bà xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi đây. Ba mở ngồi đây nữa. Ừ. Ngồi gì mà ngồi. Qua đây. Ngồi đây ăn. Con sợ đi TV. Ngon rồi em. Sốt không thích quá. Sốt không thích. Vô mình tin được rồi. Về lại dính qua. Con cố gắng. Đâu ba, ba làm miếng thôi. Hồi nãy nó sốt không hút ra. Hai lần. Ngọt. Hút mệt quá không ăn đâu. Hút hai ba cái rồi chưa ra. Chết hết. Anh chị thương. Yeah.